Ngày 10 tháng Giêng được quan niệm là ngày vía thần tài. Nhiều người dân muốn mua vàng vào ngày này để đón lộc đầu năm, cầu cho một năm làm ăn thuận lợi, đắc tài, đắc lộc. Vì thế, cơn mưa xuân cùng cái rét hơn 10 độ ở Hà Nội không ngăn cản được sức nóng tại các điểm mua bán vàng trong thành phố. Từ sáng sớm nay, ngày 10 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhiều người dân đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng nổi tiếng để chờ mở cửa để mua. Một số nơi đã chuẩn bị sẵn ghế nhựa cho khách hàng ngồi chờ đến giờ mở cửa. Cái giá vàng của năm nay thì nó cũng tương đối biến động do là năm vừa rồi là một năm nó hết sức đặc biệt. Nó rất nhiều yếu tố từ chính trị đến kinh tế cho đến dịch bệnh. Nó làm tác động đến giá vàng, dẫn đến giá vàng có những phiên biến động rất là dữ dội, có những phiên tăng rất là nhanh và có những phiên giảm rất là sâu. Năm nay, năm thần tài, năm 2022 này thì giá vàng hiện tại đang neo ở mức, vào dòng tháng long đang neo ở mức là 5.320.000 một chỉ. Còn tại thời điểm thần tài năm ngoái thì giá vàng của vào dòng tháng long nó là 5.500.000. Giá vàng thì hiện tại nó cũng tương đối là ổn định trong phiên giao dịch ngày thần tài ngày hôm nay. Cái lượng khách giao dịch đến với tỉnh Minh Châu thì theo chúng tôi ước tính là nó tăng khoảng tầm 20-30% so với cùng kỳ thần tài của năm ngoái. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, các cửa hàng vàng bạc đá quý đã có sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Khi tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hệ thống cửa hàng, khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng vào ngày thần tài được thực hiện hỗ trợ khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Toàn bộ khách hàng và nhân viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm. Giới kinh doanh cũng nhận định giá vàng ngày vía thần tài năm nay tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng sẽ không tăng sốc như mọi năm bởi thị trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Về giá vàng trong giai đoạn biến động mạnh hiện nay, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo người mua vàng ngày vía thần tài cần cẩn trọng, bởi có hiện tượng chung là giá vàng trước và sau ngày vía thần tài tăng mạnh rồi sau đó sẽ giảm sâu. Vâng ạ, mọi năm thì em cũng chia sẻ với chị là em làm bên mầm non ạ. Thì mọi năm thì em hay đến mua vào buổi chiều sau khi tan giờ làm việc ạ. Còn khi năm nay thì do nghỉ dịch Covid, em có thời gian hơn, em sẽ đến mua buổi sáng. Em thấy lượng khách cũng đông, lượng khách đến giao dịch cũng rất đông ạ. Năm ngoái thì em phải xếp hàng ở dưới sảnh, nhưng mà năm nay thì em đặt hàng online thì em được lên thẳng trên tầng 2 mua luôn ạ. Và được nhân viên đây tiếp đón rất là chu đáo và nhiệt tình. Hàng năm thì em cứ vào ngày 10 này thì em sẽ thường đến mua một chỉ vàng tại đây để lấy may ạ. Theo ghi nhận của các đơn vị kinh doanh, năm nay vía thần tài rơi vào ngày trong tuần. Cùng với đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều người lựa chọn mua vàng online từ xa. Cùng với sự phát triển của công nghệ và thói quen tiêu dùng thời đại số và đại dịch, lượng giao dịch mua vàng qua các nền tảng trực tuyến tăng mạnh và tăng đột biến vào dịp vía thần tài. Thời điểm này, hệ thống nhận đặt online từ trang web, app điện thoại, ứng dụng Zalo, đường dây nóng hotline vẫn thông suốt. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm vàng và trọng lượng vàng vì các điểm bán vàng cũng giảm tải lượng khách trực tiếp đến mua.